dân quốc Sóc Sơn ha. Và bây giờ hiện tại thì mình đã đến Cầu Hành phải không? Trời ơi, nhóm tụi mình diễu hành được mấy ngày ngày nay? Dạ, đây là ngày thứ hai. Ngày thứ hai à? Rồi, cảm ơn em nha. Dạ, em tên gì? Em tên là Quý. Quý hả? បាទ ជម្រាប សួរ ពុក ម៉ែ បងប្អូន ភូមិ មាន យាតា ទាំង ឡាយ ថ្ងៃ នេះ ខ្ញុំ បាទ នឹង ធ្វើ បង វីដេអូ ថ្ងៃ ទី 2 វត្ត ស្វាយ សៀម ចាស់ ក្បួន ដង្ហែ មហា សង្ក្រាន្ត ឆ្នាំ ថ្មី ទៅ ឲ្យ ស្រុក 9 ហើយ ឥឡូវ នេះ សូម គ្រប់ អញ្ជើញ ពុក ម៉ែ បងប្អូន តាម ដាន ខ្ញុំ ទៅ មើល ក្រុម យកក្រុម ដង្ហែ មហា សង្ក្រាន្ត ទៅ 9 ណា បងប្អូន. Chào quý vị các bạn, hôm nay mình tiếp tục đi quay clip đoàn diễu hành chơi tranh thăm mây chùa Sở Xiêm Cửu, diễu hành đi cầu hoanh sóng tròi và dậm buôn nha các bạn. Bây giờ mình mời quý vị và các bạn theo dõi clip của mình đi xem đoàn diễu hành nha các bạn. Đây là mình đang trên đường đây các bạn. Đoàn diễu hành của chùa đã đang diễu hành tới sóng tròi, ấp sóng tròi xã Ngày Xuyên. Bây giờ mình sẽ tiến hành tới đoàn diễu hành các bạn. Của chùa Sở Xiêm Cửu đã diễu hành qua đây cũng như là để thông báo trước cho toàn thể quý vị của chúng ta. Quý phụ chân cho em đi, đi, đi. Hôm nay đoàn diễu hành mình diễu hành đi hướng nào à? Đi đường dọc quốc Sóc Sơn ha. Và bây giờ hiện tại thì mình đã đến Cầu Hành phải không? Trời ơi, nhóm tụi mình diễu hành được mấy ngày ngày nay? Dạ, đây là ngày thứ hai. Ngày thứ hai à? Rồi, cảm ơn em nha. Dạ, em tên gì? Em tên là Quý. Quý hả? Hả? Đoàn diễu hành chùa Sở Xiêm Cửu đã đến Cầu Hành xã Ngày Xuyên. Đây là ngày thứ hai đoàn diễu hành mình xuất phát diễu hành lễ Tết cho trăm thôi.
Sáng giờ anh em ăn gì chưa? Chưa. Cơm đó phải ăn. Cơm dưa hành tới đâu mới được ăn. Dưa hành tới đó. Biết chứ ăn đại ăn thôi dù có chưa bây giờ cả nhóm tạm bông buôn mồm buôn kèm mồm bàn tay và tại sven nó tạm bông vậy tại sven năm mươi rồi á tôi có cái này chậm thích ê bụi hãy chúc đường clip mà về chứ đâu đi theo suốt được về mà bà bản hả Come on, come on, come on.
Kính thưa quý vị và các bạn, đoàn diễu hành cũng đã đến ngã ba cầu hành Sàng Hà Sen, diễu hành đi hướng Vàm Buôn. Do clip mình cũng khá dài nên mình đi theo quay cũng tới đây thôi các bạn. Mình bận công chuyện nên mình không thể đi theo đoàn diễu hành tới Vàm Buôn được. Vì vậy mình sẽ kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian xem clip. Hẹn gặp lại các bạn những clip tiếp theo. Bye bye.